Tí xíu nữa có một cuộc chạy chơi. Anh kêu, kêu cái nữa còn cái gì? Nghe cái chéo vậy ta. Dài dài dài. Rồi mến chào toàn thể quý anh em, quý khán giả, quý bà con, quý hồng bà con. Chào hết ha, tổng chào. Chào tất cả, rồi cũng chúc tất cả những anh em có chung với mình cái đam mê về vỏ lãi vậy nè. Vỏ lãi hoặc là cano ha. Mà mình chạy trên sông nước. Trong đó chạy đi làm ăn như cái máy này, người ta là chạy đi làm ăn. Máy này như tới nay tới tiệm để làm lặt vặt cái gì đó. Hình như mua cái máy. Một cái máy về bơm nước. Rồi trong video hôm nay mình giới thiệu sơ sơ ha, tí xíu nữa có một cuộc chạy chơi. Đó là cái chiếc vỏ bên ngoài đó. À vỏ này hôm nay biệt tích giang hồ, bữa nay tái xuất giang hồ. Đó là cái vỏ lãi 6m3 ha. Kế bên đó là cũng vỏ lãi 6m3 luôn. Giờ mình giới thiệu cái vỏ lãi 6m3 phía bên ngoài, đó là cái động cơ Kubota V1405. V1405 động cơ nguyên zin ha, nguyên bản zin, không có gắn gì hết, chỉ gắn cái chân vịt thôi. Còn cái phía bên trong cũng là cái vỏ lãi 6m3, nhưng động cơ là 3 xi lanh ha, Kubota 6m6. Có gắn mấy cái làm mát khí nạp và làm mát nhớt ha. Tí xíu để mình cáp rồi hai chiếc này có chạy chơi không. Rồi hôm nay có thêm một cái chiếc vỏ lãi của Phong là cũng vỏ lãi 6m3 luôn, đang đậu ở xa xa phía đằng kia ha. Là cái vỏ lãi của Phong cũng 6m3 chặn này nè, nhưng mà lớn hơn cái động cơ này. Động cơ này là Kubota V1405, còn cái động cơ phía bên kia là V1505 ha, 4 xi lanh. Tí xíu nữa chạy coi chơi. Thế hả coi. Chú Út nữa nè, chú Út. Cái chiếc này hôm rồi mình cũng có chạy nè quý anh em. Rồi mình có chạy mấy cái nè. Chạy trên video á, tại lúc đó mình mới tập chạy á, cho nên mình chạy không có đạt như anh em ha. Chạy được là mừng rồi, cho nên còn anh em ta chạy kỹ thuật lắm, ta chạy nhanh hơn, ta chạy hay hơn. Đúng rồi, về mượn anh em, thấy vậy máy nặng lắm á, vừa máy vừa dàn cầu 100 mấy chục ký á. Như cua ta kia cũng mấy ba hả nhiên? 1105 hả? Kubota 78, lòng 78 ha. Về bơm nước ngon lành luôn. Chở cái máy về bơm nước. Quên coi cái vỏ lãi đó mấy mét, như 7.2 gì á. 8.1 gì á. Đây cái động cơ Kubota V1505 đây. Cái động cơ này nó có turbo sẵn ha. Nó 30 mã lực á. Xíu mấy anh em gom gom lại cái chạy chơi. Còn động cơ này thì 1405 nè. Nhỏ hơn cái đằng kia thì 1505. Này 1405. Nhỏ hơn 100cc chứ. Còn Kubota 6m6 nó có hình như đâu 600-700cc gì đó, mình cũng quên đó, lâu quá cũng quên. Có 13-14 mã lực gì thôi. Động cơ này chắc tầm 20 ngoài mã lực. Tại vì không có turbo mà, nó tầm chắc 24 mã lực. Bữa là tắt nước chưa sạch nữa là thử rồi, đúng rồi, nôn nóng ha. Hồi nãy giờ đổi cái turbo. Chỗ này hai lường nha quý anh em.
cái lường trước để dành tưng chơi. Nhưng mà thật ra cái hai lường nó nhảy sống hay lắm, nó nhảy cái một là thôi đó, không có nhảy nữa, nhưng nó chạy suốt, nó tưng suốt. Tại cái lường trước với lường sau, hai cái lường sau nó đè cái mũi xuống, cái lường trước nó nâng cái mũi lên, bởi vì nó tưng suốt. Để đi mua dầu nữa. Thử cái turbo này coi thế nào. Còn đây thì đang đang gắn turbo cổ. Đang gắn cái lược dầu. Có gì đó, có cái làm này, làm kia chơi ha. Đúng là đam mê. Này tái sức giang hồ rồi đó, coi làm sao nha. Bơi không? Dễ vậy. Mới tặng cho cây dầm đó mà. Lên cây. Cái máy nhỏ cho nên nó lên rất là chậm ha quý anh. Để mình trèo lên cái cano này mình quay cho nó dễ. Rồi đang đứng chiêu hiu trên cái mũi cano. Chiếc này cũng đang lắp động cơ vô cho những anh em đam mê ha, về thỏa mãn đam mê. Đó có cái chiếc xuồng nhỏ của cái cháu đó mua về chạy đi chơi á, chạy máy đuôi tôm rồi chơi. Như nghe cái chéo rồi ha. Cái chéo là cái gì không biết. Nghe cái chéo nhưng mà không biết cái gì. Vì nghe cái chéo cái hả? Thắng hả gì mà nghe cái chéo cái hả? Cái là nước nhóc trơn rồi. Nè xuống trải nghiệm cua tai 66 quận đi. Mua cái xuồng nhỏ bên đó đó, của cái xuồng đó là của Hiếu Toàn ha. Cái xuồng mà giờ cái mỏ nó giống như người ta kêu bằng cái chiếc bo bo đó quý anh, xuồng bo bo. Rồi tí xíu ba chiếc chạy hóng mát coi chơi nha quý anh em. Hai chiếc này ha, với đây cũng với chiếc này nữa là ba chiếc 6m3 đồng ha, nhưng mà máy là không có đồng ha, máy lớn máy nhỏ đủ cỡ chạy hóng mát chơi, xem cho nó vui vui mắt giải trí chơi mà. Xuống đi trải nghiệm chơi đi, đi dưới chiếc Phong kìa. Chạy nương nương nhau mà phải có gió đẹp chơi, giống như là mình chạy diễu hành vậy đó. Sau này mình có diễu hành vậy mình chạy nương nương với nhau coi rất là đẹp. Nước là đang đứng không chảy ra mà không chảy vô. Vỏ 6m3 hết nha quý anh em. Này cái cua ta 66. Đó là cua ta V1505.
đây đâu rồi. Quá dữ. Rồi V1405 tái xuất giang hồ. Dứt. Bồn này gắt quá. Tại cái máy ghim mà. Cái gì dầu bọt rồi, nãy giờ thay cái lượt dầu á. Vừa bóp lên, bóp dầu lên là nó chạy ổn liền. Hai chiếc kia đang đợi. Bị dầu bọt nãy giờ á anh em. Vừa chạy mình vừa bóp dầu lên hồi, hoặc là phải xả dầu bọt mới được. Đúng rồi, phải xả dầu bọt. Để lên trên kia coi mấy chiếc kia nó có đem đồ theo để xả dầu bọt ha. Chứ gì sao chạy được. Nãy giờ đằng này không chịu xả đâu. Người đang giăng lưới. Sau lưng có chiếc vỏ lãi chở sầu riêng. Riêng là ăn thơm ngon bổ dưỡng nha. Năm nay hầu như là sầu riêng ở vùng Cần Thơ một chút mùa á. Có người giăng lưới nữa mà bên trong này chắc đang xử lý cho cái chiếc kia quá. Cho cái chiếc bị dầu bọt. Thả lưới gì chạy ra cũng căng ha, gặp khó. Đi đuôi tôm còn né lưới được, còn này sao né ta? Không, cái lưới đây thả sâu, không sao. Chỉ sợ cái xuồng người ta văng ngang vậy đó. Thì chạy 2-3 chiếc nó thành chặt quá, khó chạy. Chừng nào 3 chiếc chạy ra là cá nó chạy ha, nó lùa dạ. dính vô lưới này là vô lắm nè. Còn phải chạy vô lưới lía lìa. Đang lùa cá nha. Đang chuẩn bị lùa cá. Bủa lưới sẵn đi. Hiểm quá, cái chuồng ngang đi ngang chứ mình chạy mình cũng né à, hơi khó chạy thôi, chạy không thoải mái thôi. Rồi hu hu ra quý anh em ơi. Ồ, quá đã. Giống diễu hành quá. Quá tuyệt vời. À, vậy là cái Kubota V1505 chạy sát với mình ha. Kubota 66 chạy ở giữa. Rồi cái Kubota V1405 là chạy phía bên sông, đang quẹo xuống bờ kè luôn. Chạy giống như diễu hành nha, coi nó đã. Tại vì ba động cơ này lớn nhỏ khác nhau ha, cho nên kêu chạy mà song song với nhau cũng khó. Phải đợi. Là cho đẹp thôi đó. Chạy cho đẹp thôi. Chứ cái máy lớn lúc nào nó cũng vận tốc nó cũng hơn cái máy nhỏ ha. Đó là điều đương nhiên. Làm lại. V1505 phía bên sông nha. Bên đây vỏ hai lường, cua tay 66. Cua ta V1505 bộ nhường cái gì á, đợi cái gì á. Bên kia đánh cái cua lớn quá, bên đây đường nó đứng thẳng mà. Nhưng mà đợi, có khi chạy đợi chứ không phải là tạch. Đâu ghim ngay tôi không thấy ớn người ta. Ghê nha. Vừa chạy vừa bóp. Phải không, vừa chạy vừa bóp. Dầu chưa ổn cái gì á. Còn đảo ra quần nữa. Chơi vừa chạy vừa bóp luôn. Ghê liền. Nữa chứ dễ gì. Vậy mới sướng đó. Đang lùa cá. Chút xíu nữa thầm nha. Chút xíu nữa kéo lưới thầm cá. Đang lùa thêm quận nữa. Lưới là trúng mánh nè. Đó có chiếc vỏ lãi bà con lùa cá tiếp nữa kìa. Dòng sông này chứ cũng còn cá mè dinh rồi ha, mấy tháng này nè.
nhưng mà có một cái chiếc vỏ lại bự đang ở ngoài này quý anh em. Cho nên là chạy sát phía bên này luôn. Vừa cái V1505 chạy ghê lắm á. Nhưng mà thấy cái vỏ thẩm này cho nên là sững lẽ này ha. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đúng là chung đam mê. Chạy không mát vậy đó rồi tiếp tục làm tiếp. Mát không hay là nóng lên nữa rồi. Chạy tiếp gió quá là... trời mà mát không hay là nóng lên nữa. Ừ. Chạy không mát. Chạy không mát rồi tiếp tục mình làm công việc tiếp tục ha. Wow. Cái cua ta V1405 đang ở trong đó. Hay là chạy về nhà luôn không biết. Dễ gì. Tại nãy chạy mình lên mà. Nó mấy cái sinh hàng giải nhiệt khí nạp á quý anh em. Ha, đó là sinh hàng giải nhiệt khí nạp. Làm cho mát khí nạp để nó đưa vô động cơ á. Nó sự giãn nở của nó sẽ lớn hơn. Rồi cái máy mình nó cũng được mát hơn. Còn bên này thì cua ta V1505 nhưng máy người ta cũng còn zin đó nha. Không có vô đồ chơi, không có vô mấy cái giải nhiệt đồ nhiều. Không có gì giải nhiệt ha. Cái máy này mà vô giải nhiệt là chạy dữ lắm á. Còn chiếc kia đang đợi ra cái nữa ha. Mình cũng cảm ơn mấy anh em chạy cho mình được đoạn video rồi chia sẻ lên cho quý anh em mình xem buổi chiều giải trí chơi ha. Chúc quý anh em mình ai cũng có một cuộc sống an lành đó, rồi gia đình thì vui vẻ và hạnh phúc ha, làm ăn thì phát triển đó. Mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Gặp sóng rồi không dám chạy. Có cái ghe chở cát. Rồi, cảm ơn anh em mình nhiều. Nghe gì không? Cảm ơn mấy anh em mình nhiều đã qua cho một đoạn video xem giải trí chơi. Vỗ lại mấy em. Cảm ơn chủ tiệm Thái luôn. Đã cho một đoạn video coi đã mắt. Này mà có diễu hành nè ha. Tương lai tới tháng 9 á. Tháng 9 sẽ có diễn ra cuộc đua võ lãi tranh cúp vô địch ở bờ kè. Nhưng mà mình chưa biết ngày nào nha. Khi nào mình biết mình sẽ đăng video thông báo cho quý anh em biết để đến xem cổ vũ ha. Lúc đó sẽ có những chiếc võ lãi máy trong máy ngoài, cano chạy diễu hành coi chơi. Ngày hội mà. Rồi hẹn quý anh em mình lại cái video sau ha.